Hỏi người nó hỏi, bác có cho con hỏi nha. Một tánh Phật khi mà vào tam giới để thông qua một cái thân tứ đại để thị hiện bốn tánh của tánh Phật, thế nghe nói biết thông qua các giác căn của thân tứ đại, tánh Phật đó lập công đức trở về Phật giới cũng phải có một cái thân được gọi là kim thân Phật để mà thị hiện sự diệu dụng của tánh Phật. Và thứ ba, có phải là tánh Phật, mục đích lớn nhất của tánh Phật là để có một cái kim thân Phật để mà thực hiện cái diệu dụng của chính mình hay không ạ? Bây giờ mình không hiểu cái cốt truyện này nè, mình phải hiểu cái căn bản của nó. Thế giới này gọi là tam giới, thế giới vật lý thì nó sử dụng bằng điện từ âm dương. Âm dương nó quay để tạo thành nhân quả. Bên Phật giới chỉ có kim thân Phật nhỏ lớn, bự, đại bự thôi. Còn cái tánh Phật là cái gì? Tánh Phật giống như là một cái trứng cá này. Nó không di chuyển được mà nó chỉ trôi theo cái dao động của cái điện từ quang. Giống như cái trứng cá mình trong nước ấy, thì nó không bơi được, mà nó nước lên nó lên, nước xuống nó xuống thôi, đó là vậy. Thì bên kia nó thấy tánh Phật, nó thấy một cái kim thân Phật này sao mà lớn quá, thì hỏi chứ gì Phật mang được cái kim thân này là tại sao có? Thì tánh Phật, kim thân Phật bảo là muốn thì phải đi vào trong thế giới loài người, tạo mượn thân và tánh người tạo công đức đem về bên Phật giới á, thì điện từ quang nó chiếu vào cái công đức này thì tự động đó hình thành ra một ngôi nhà pháp thân tinh tịnh. Từng ngôi nhà pháp thân tinh tịnh này mới định hình ra một kim thân Phật, tánh Phật mới nhào vô đó thì mang cái thân đi thì mới chạy nhảy được, mới đi đây đi đó được. Chứ giờ giống như có cái trứng làm sao đi, vì cái thế mà cái tánh Phật nó phải nhào vô. Nhưng mà khi nhào vô nó đi đâu có được, tánh Phật cũng đi đâu có được. Thì bây giờ đó kim thân Phật có nói là muốn vô thì tôi dẫn vô, tôi đưa vô cho, có nghĩa là bụng một bụng là đi vô, bụng một bụng tay đó là đưa vô, chứ không phải đi mà là bắt kêu tôi đi. Đi là đem vô trong cái tam giới này. Nhưng mà trước khi tôi nói là ai hiểu cái này, tánh Phật mà muốn tạo công đức không phải dễ. Hỏi không dễ là bao lâu? Tôi bao giờ sáu cái đất bể nó cũng chưa tạo được, nó làm gì dữ vậy? Hỏi vậy chứ cái tánh Phật, cái kim thân, cái thân người là cái gì mà khó vậy? Nó là đất nước chỗ lửa thôi, chứ có gì đơn giản quá vậy. Cái tánh người, những người là sức hút vật lý của điện từ dương cuốn nó phát ra 16 thứ tánh người, rồi nó ẩn vào cái thân người thì nó là tánh người. Mà có cái tánh Phật thì mới hình thành một cái con người được. Ông vô ông mượn đi, tánh Phật vô mượn đi rồi nó mới làm cái thủ tục này. Giống như người ta làm cái bánh ấy, phải đầy đủ dung nhị và đủ nước này thì nó mới thành cái bánh. Nếu mà không có đầy đủ cái công thức này thì không ra được. Thì giữa kim thân Phật kia tánh Phật nói, tôi là một nguyên tử sáng, còn kia đất nước trên lửa có gì đâu, tôi sợ rồi. Nó không sợ phải không, sợ đi với tôi, ai đi, nó nhào vô một đống, một cái bụng về không biết bao nhiêu tiền, cái bụng mình là nhỏ, cái bụng đâu phải cái tay, gấp trăm mình, nó vô đầu tiên thì phải canh cái trung tâm vận hành hầu mới vô được. Rồi thì ông đánh Phật này, rồi kim thân Phật phải phân thân ra, phân lấy một kim cái trong phân thân, phân thân ra để mà vô ăn nói chuyện với thần chủ thế giới. Rồi bây giờ tôi đồng ý có tao ông ha, giờ tôi cho với điều phải làm cam kết với tôi vậy. Ở đây tạo công đức nhớ được tạo phước đức trường tạo ác đức nhau. Hỏi mới tính thành cái chịu rồi, tôi chịu vô cũng nói không tạo phước đức ăn đâu, cam kết đàng hoàng. Rồi thì thần chủ thế giới giao cho thần phụ tá. Thần chủ thế giới là giờ tôi cái trái đất này là có bốn dòng tộc đen vàng đỏ trắng, bốn dòng nào ông biết đen vàng thì mỗi người đó tôi chuyện đỏ và ông chuyện đen, ông chuyện trắng, chuyện vàng giao vô. Nhưng mà trước khi mà giao lợi cho tất cả những cái
cái thần phụ tá đó, thì thần phụ tá phải nói ờ nó vô thế giới người nó là vậy, chịu nổi không? Nó không sao. Rồi mới ổng mới kể cái câu chuyện là cái tính người nó vậy nè. Ví dụ mà nó có cái nhà một cái nó không chịu đâu, nó có 10 cái đồ 10 cái nó bắt Đức Phật phải làm, chịu không? Ủa sao nó tham dữ vậy? Thì tôi nói nó tham, cái tính người nó tham, ai chịu đâu. Rồi hỏi vậy chứ à, mẹ rồi mẹ khi mình chết đó, rồi cái nhà đó là sao? Của thế gian, cả thế gian, còn mình về, mình có công đức mình về. Ở trong đức tạo sao? Nói muốn tạo á, là phải 10.000 năm mới có một kim thân Phật ra đời để mà dạy cái này. Hỏi 10.000 năm là bao lâu? Phật lâu gì, dù đâu biết, trên 10.000 năm sao tôi biết. Ở trong thế giới Phật giới nó không có cái thời gian, mà để nó có thời gian là do nó cứ quay cái đất á, nó là một vòng đó, một vòng đó. Nó quay vòng tròn 24 giờ mà nó quay vòng cái hoàng đạo của nó là một năm. Bây giờ là vô rồi thì cũng không, Đức Phật cũng không ngán, nó nhào vô. Vô rồi bắt đầu đồng ý đại ký cam kết đạo Phật. Đưa lại cho thần thừa hành. Thầy Hành nói thôi bây giờ tôi quản lý mấy ông thì tôi được, muốn mà vô nhập thai thì phải đi coi trước mấy cái này. Và tụi đánh lộn, tính Phật hồi xưa cũng nói về đánh lộn dữ lắm, ăn chơi dữ lắm nè. Nó ủa sao vậy, sao mà vô mà không chịu tạo công đức mà làm cái chuyện này? Thầy có biết, vô đó mà biết, tôi sao biết. Cái tính Phật nói vậy thôi, tôi rút luôn tôi về, nói về đường nào. Dòng xoáy nhân quả là nó xoáy từ trên rơi xuống, mà muốn đi ra được cái này phải đi bằng công thức, phải có công đức. Và tôi dẫn mấy kim thân Phật phân thân dẫn vô, thì khi đi về thì cái kim thân Phật nào nên thấy trong này có người tạo được công đức, ta mới phân thân vô dẫn về. Bây giờ vô đây là không có rồi, sao làm sao còn vô đây là bị ông thần thừa hành này nè, mấy ông tôi nè quản lý mấy ông, có công đức tôi cho không sao. Đúng mà mâm bị đau quá phải có tiền cho tôi lên xe chứ, có tiền sao tôi cho đâu. Rồi tới Phật có hết hồn xin rút lui, nó không có được đâu. Vô rồi tôi ký cam kết với em tự chủ thế giới rồi thôi, ký rồi thôi bút xa gà chết, không có chuyện mà rút lui. Vì thế mà bắt đầu phải chịu vô để làm con của mẹ vậy. Mẹ kêu bọn là con rồi phải sinh ra mà đi ra ngoài mà mới vừa sinh ra mừng và thấy gì u quá trời đẹp. Hỏi mẹ cái này gì kia nữa, mẹ phải nói mới nói là phải xin mẹ cho con chết. Mẹ vô cứng ngắc rồi, trời thành muốn vô còn hỏi vậy, muốn vô muốn đi ra không phải tính Phật vô ra được gì thế mà không phải nói là muốn về Phật giới thì cùng khó hơn leo trời lên trời. Lên trời cũng dễ, về Phật giới khổ. Nó nguy do là một cái tính Phật đi vô nó có cái chu kỳ rồi. Đây là tôi nói kể đại lược thôi, thấy không, chứ không phải dễ. Vì thế mà cái thiền tông này, sự sống là tinh Phật, hình thể con người là tứ đại, hoạt động là điện từ âm dương. Bây giờ chứng minh rõ ràng, thấy không? Là giống như chiếc xe đấy, cái anh tài xế đó, cũng là cái tinh Phật, cái xe là tứ đại, không có điện chạy được, có đủ hết rồi mà không có điện rồi thờ tùa. Vì cái điện thường nó cuốn hút nó mới sinh hoạt được. Nó không có hiểu gì tại sao tính Phật vô điện thường này mà khó vậy. Bởi vậy cái tính Phật nó làm những tự sáng thì đúng rồi, nhưng mà nó phải nhìn xuyên qua 16 thứ. Qua 16 thứ nó không còn sáng nữa, thấy cái gì đâu, theo từ cái tưởng của nó. Thấy không? Con theo, muốn hỏi nữa hỏi. Dạ thưa bác, thời bây giờ một cái xe hơi mình chạy á, họ mới có một cái chế độ là thí dụ như là có một cái xe trước mình cách đó 3-4 mét gì đó, nó nói là khoảng cách của bạn không có an toàn, bạn phải giảm ga hay là bạn phải giảm tốc hay như thế nào đó.
cái tiếng, cái âm thanh nó phát ra từ cái máy, mà cái máy đó được lập trình sẵn, được cài trong xe hơi, mà muốn chạy được cái chương trình đó thì xe hơi bắt buộc phải khởi động bằng điện. Nói nôm na giống như mà nói giống như là cái xe hoặc là cái điện nó biết rằng là có một cái vật thể ở phía trước đó, cho nên nó báo, nó thông báo qua cái âm thanh, nghĩa là nó phải biết trước rồi nó mới thông báo. Mà có lần bác nói với tụi con là thời đại ngày hôm nay con người đã sản xuất được Phật tánh, và Phật tánh của mình thì có bốn thứ, và cái bốn thứ đó nó phải được vận hành bởi điện từ quang. Còn ngày hôm nay con người của chúng ta cũng sản xuất được những thứ mà nó cũng có những khả năng thấy, nghe, nó biết, nhưng mà nó phải có điện từ âm dương. Vậy có phải điện từ âm dương bản thể của nó cũng cũng chính là bà là điện từ quang, cũng có bốn thứ tánh là thấy, nghe, nó biết, nhưng mà vì nó vào trong tâm giới nên nó được phân ra thành âm dương không ạ? Bây giờ nói rõ cho con nghe nè. Bây giờ con người của mình á là sẵn là bằng cái tánh Phật bằng điện từ quang. Còn cái tánh mà vật lý bây giờ nó cũng đồ gọi là cái tánh người bằng điện từ âm dương, nó khác. Giống như xây cái nhà nó bằng xi măng cốt thép, nó khác xây cái nhà lá, nó khác. Mình ở đây gọi là xây cái nhà của vật lý, nó duyên hợp, chứ bên kia nó không duyên hợp. Cái đó nó tự nhiên vậy, nó từ cái điện từ quang của mình thành ra có tánh người ở tánh Phật. Còn mình đây, dù anh có giỏi cỡ nào đi nữa, anh cũng là tánh người bằng điện từ âm dương, thì nó phải đi theo cái chu kỳ cái đó, thành trụ quậy diệt, không có nào đứng yên được. À, vì thế mà dù loài người có văn minh đến đâu thì cũng không sản xuất được một cái tánh Phật giống như của Phật giới. Mà dạng người văn minh để làm gì? Văn minh để rồi quý diệt trái đất, đưa trái đất từ đồ đời nguyên tử trở lại thành đồ đá, đá đồng nguyên tử, đá đồng nguyên tử cứ quay hoài kỳ 10.000 năm, nó là vậy. Thấy không? Dù là người có văn minh cỡ nào thì cũng bằng cái tánh nó bằng điện từ âm dương, chứ không có điện từ quang. Giống như con sẵn các cái nhà mà bằng lá, tốt cỡ nào cũng bằng lá. Còn nếu mà xấu tốt gì nhất mà nó bằng xi măng cốt thép, đúng rồi, nó vĩnh viễn rồi. Nói đúng ra nó bằng vàng, bằng vàng bất hoại mà nó không rỉ được. Mình ở đây thôi, tao nó giỏi bằng sắt mà cũng xét, thấy hiểu không? Đó phải giữa cái tánh mà con người mà do vật lý tạo ra, giữa cái tánh Phật mà do điện từ âm dương tạo ra, nó khác hẳn cái chuyện này. Câu hỏi tiếp đi. Dạ, bác cho con hỏi là trong các kinh điển hiện giờ con hay nghe người ta tụng là Đức Phật là cha chung của bốn loài, trong khi chúng ta học thiền tông thì chúng ta hiểu rằng là trái đất là nơi ngũ thú tập cư. Vậy Đức Phật là cha chung của bốn loài, vậy còn một loài nữa thì Đức Phật loại trừ ra, có phải đó là loài địa ngục không ạ? Bây giờ con nói rõ cái câu này cho thầy giải thích cho con. Đức Phật nói là gì? Ta là cha chung của bốn loài. Cái này là ai nói? Mấy ông thầy tụng mấy nói. Mấy ông thầy nói thôi chứ không phải cha chung. Ta một ông thầy dạy về sự thật của bốn loài, không phải là một cha chung. Một ông toàn năng độ giả về sự thật ở đây đó thôi. Vì sao ta không hiểu rồi người ta mới giải thích sai? Cái Như Lai ra đời ta là chỉ là một vị đạo, như mà một ông thầy dạy đạo thôi, không phải là người toàn năng toàn giác, không phải ông. Nhận đạo không, ông phải là người toàn năng toàn giác, ta chỉ là người hiểu. Nó dạy các ông có cái hiểu, tin thì tin thôi, đừng có, nhưng mà được chuyện đó đừng có phải. Mà tin thì phải cho hiểu, còn mới tin, còn không hiểu đừng tin. Không có ông giáo chủ nào mà gan thì cái điều tỉ cà này. Câu hỏi tự do mà bảo hiểu thì tin, không hiểu đừng tin. Đó là nó trượt mặt trượt là triệt lý của một cái đạo mà khoa học là cái chủ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, thời đại đồ đá và đồ đồng á, khi mà con người thường hay đánh nhau á, thì
vị thần, một vị thần sẽ nhập vào xác của một người phàm để mà lập ra đạo thần, để mọi người, để khuyên dạy mọi người là đừng nên đánh nhau nữa. Rồi sau này á, thì lại có một cái khái niệm là tam giáo đồng nguyên, là ba đạo do, là đạo thần, đạo tiên và đạo thánh, là đều do thánh chúa lập ra. Vậy bác cho con hỏi rằng là đạo thần do một vị thần lập ra với là đạo thần do một vị thánh chúa lập ra khác hay nhau hay giống nhau à? Giờ nói về đạo thần chứ siêu thần, ông thần không có lập đạo, mà do một con thánh chúa. Bây giờ mình lấy cái sự tích lên cho rõ ràng này, như bên Trung Quốc á, ông cứ tử nha là ai, là một con người bình thường nhưng mà bị thánh nhập, thánh thành lập đạo thần. Chính trong cương tử nha là giáo ở trên giáo chủ của đạo thần bên Trung Quốc, còn mình ở đây có cái đạo cương dẫn nói, chính là cái đầu tiên. Ai hiểu sâu và biết vừa rồi tôi mới nói sơ sơ thì biết cái đầu tiên là ai, mà dù muốn thần tiên thánh gì cũng do ông Thái Cực Tiên ông là ra. Thái Cực Tiên ông là ai? Ông nói ta là đấng chí tôn cao cả nhất của trong loài người và càng khôn vũ trụ này. Chính ông Thái Cực Tiên ông đã nói câu này, ta là một đấng chí tôn cao cả nhất càng khôn vũ trụ và cái đất này là chủ của loài người luôn. Là thánh nói, tại sao không nói được? Không nói thì không có gì nhân quả gì đâu. Giống như con á, đi ra đường mà con nói mà không ai bắt con, không nói con nói, chứ nếu có người bắt con dám nói. Rồi cái chỗ đó hiểu cái giới nói là vậy. Con hỏi tiếp đi. Bác cho con hỏi tiếp nè, thánh chúa thế giới thì vốn là không có tuổi thọ. Tuổi thọ rất là lâu, mình nói tạm thời là không có tuổi thọ. Vậy nếu như một vị thánh chúa thế giới muốn mà trở lại làm người để lập công đức, để mà có thể trở về Phật giới, thì cái quyết định đó là do cái tánh nào trong vị thánh chúa đó quyết định? Tánh vô hồn hay là tánh Phật quyết định? Giờ nói về con sẽ hiểu. Trong cái thế giới giang hồ này, ông A đó, ông là trưởng thế giới giang hồ này. Giờ muốn cho ông này mà mất cái chức đó là sao? Cái người khác hơn ông, hạ bệ ổng, rồi ổng mới xuống, rồi ổng mới hối hận, ổng nói giờ tôi sợ tôi muốn trở lại làm người. Thì ổng thương lượng lại với nói với ông là đồng ý. Đồng ý nhưng mà phải trình lại với thần tượng thế giới. Và hồi đó là ổng gọi là nguyên thánh chúa thế giới, bây giờ muốn trở lại là người. Và ổng thấy sao? Thôi ta cho ổng đi. Ông thần chủ thế giới chấp thuận thì ông tự hành mới được quyền đưa vô bộ tộc. Mà ngày xưa ông đã từng ở đâu, bộ tộc ở đâu, ông đưa trở lại về cái đơn vị đó, trở lại làm người. Nó phải có cái công thức đó. Dù mình ở đây cũng vậy. Bây giờ thế gian mà con người ta quản lý, cái ông vua thì ông quản lý. Nhưng một quyết định sinh mạng con người là do ông vua. Chứ mấy ông quan nhỏ nhỏ không thực quyền. Do vì thế mà có những cái tội mà tử hình á thì giam phải vua ân xá mới được. Còn nếu mà cái nước quốc gia nào mà quốc trưởng thì do quốc trưởng cho ân xá, chứ không phải mấy cái người giỏi giỏi làm được đâu, nó phải có giai cấp của nó. Vì thế mà cái thế giới rồi thánh thì cũng phải do thánh của thế giới được, mà thần cũng do thần của thế giới được, không có ai hơn cái này. Còn hỏi tiếp đi. Bác cho con hỏi tiếp là khi mà vị thánh chúa thế giới đã quay trở lại dòng tộc để làm người để tạo công đức, thì khi mà ông ấy có một cái thân người như vậy thì trong cái khối nghiệp của ông ấy, phước đức hay là ác đức sẽ là phần nổi trội nhất ạ? Bây giờ muốn làm thần, làm thánh chúa thế giới thì con phải có phước đức vô lượng, phước đức trội hơn tất cả các loài thánh thì được không là thánh chúa thế giới. Mấy người giờ sánh đó tự động người ta phong cho mình, thấy không? Giống như là bây giờ đông tiến sĩ không ai có đủ tư cách và cấp cái giấy cho, nhưng mà cái hộp mấy cái ông tiến sĩ mới họp lại làm cái hội đồng tiến sĩ thì đồng ý hết rồi, 40 ông, 30 ông này đồng ý cấp cho này phong là tiến sĩ, tập thể phong, nhưng mà trong đó có cái ông đại diện đứng ra đại diện để cái
Thì bên đạo thánh đạo thành nó cũng vậy, nó muốn thành lập đạo nào thì phải là do cái thế giới đó người ta thì cử lên đạo thần, nó cũng vậy, đạo thánh cũng vậy. Vâng ạ. Đi vào trong cái này thì nó số vô cùng vô cùng vậy, nhưng mà nói dù muốn nói ra thì không ai vẽ được hết, nhưng mà mình phải trái trái không ai được cái lý luận nào mà nói không có thuận lý thôi, vậy đúng mà giờ người trong người nào cũng mặc thuận lý. Người ta sống ở đây là gì? Sống từ kinh nghiệm và thuận lý luật. Ví dụ bây giờ con tưởng ăn cắp, luật ăn cắp này con phải trải qua bao nhiêu cái dây như ăn cắp này kia nào mà được trở thành một cái luật cho người ăn cắp, từ trong cái thực tế mà nó đưa ra cái luật, chứ không phải là cái luật là do tự mình đạt được, mà là do kinh nghiệm từ trong cái thực tế thành cái luật. Mình phải hiểu như vậy thì mới hiểu thế giới là thần và thánh được. Chính là người nó cũng vậy. Giờ thí dụ chẳng hạn như nhà nước đặt ra cái luật gì đó thì phải xem thực tế như thế nào ta đặt cái luật đó để chỉ là không khống trị cái chuyện này. Nhưng còn chứ đâu phải là tự nhiên ông đặt được, đặt ông đâu biết gì đâu, nhưng mà phải kinh nghiệm trên. Vì thế mà tôi nói thầy cho trong cái ngành y nó có nói rồi. Ngày xưa mà thí dụ ông Thái thượng lão quân do cái người trên nhập vô mình ở đây này, ví dụ như đạo nào phải cái người âm tâm nhập vô mới được, thấy không? Thành ra từ cái kinh nghiệm đó rồi mà ta mới viết ra những cái bài sách, cũng do người kinh nghiệm trước thôi, 50-70 giống như cái ông này thì nào hay nhất thì đưa ra cái công thức để mà dạy cái thuốc này thì cũng do cái kinh nghiệm đưa ra, rồi sau mới đưa vô trong cái trường đại học cho học thì mới tốt nghiệp. Chứ sự thật là cũng do cái ban đầu của những người phước mặt phước này làm ra. Vì thế mà cái đạo lão ông này có thiên nhãn, là cái ông thánh chúa thế giới có thiên nhãn chứ không phải nhỏ, ông mới lập ra cái đạo lão. Uống là uống cô hồ là do cái đạo lão, thì ông thấy biết ông giao cho ông lão tử là cái ông người cũng người thường như mình, nhưng mà ông được nhập vô thì ông mới viết ra những cái hay. Ta khen ông là thánh vậy thôi, cái thánh vậy, ông này cũng bị nhập thôi. Nhưng mà khi tới là thời văn minh mới giải mã được cái này. Chứ ngày trước chưa văn minh không hiểu. Nếu con không hiểu ngũ thuốc tập cư là không giải mã được cái này. Em hiểu là ngũ thuốc tập cư mới giải mã được những cái gì bây giờ. Để cả nền văn minh phùng do. Bây giờ thí dụ tự nhiên con làm kỹ sư là con phải kiếm biết căn bản rồi, là con đi học ở đâu được căn bản. Nhưng mà có ngày nào con phát minh là gì, con trực nhận, con nắm được cái nền văn minh này, con đem xuống con thí nghiệm nó thành công. Mình chứ thì thật nó từ không gian đưa lại. Bây giờ hỏi con, chứ bây giờ thí dụ chế những cái máy điện thoại này 10 năm trước ai biết, cái điện thoại hình ai biết, nó tưởng như nó lấy được rồi nó làm cái màn hình rồi nó phát triển ra. Thấy không? Ở mình phải hiểu là nó tích lũy từ trong không gian, mà từ không gian ai quản lý cái này là do thánh. Tất cả nền văn minh không gian là do thánh. Vì thế mà chú mới nói như thế này, đạo thánh là mở màn cho văn minh. Đúng không? Mà cái văn minh này, tiền văn minh là ông Thích Ca. Ông Thích Ca ông nói trước rồi, ông nói sự thật hết bà không nghe. Mà mấy người mà ký chấp không nghe cái, mà cái mấy người mà sẽ không ký chấp không nghe. Mà cứ hiểu cái thế giới này sau cùng ánh thần nhiều vậy thôi, chứ trở lại thì cũng có gì từ từ á, muốn khỏi ra thành Phật thì qua bên thế giới khác. Thế giới này là của thánh thần, bên thế giới kia là chỗ Phật. Còn bây giờ nó rõ ràng nơi đây ngã rẽ hai đường, rẽ theo thần thánh người về Phật xưa. Không muốn về Phật xưa không, hay là muốn đi theo thầy đến rồi lại tiếp đi. Dạ thưa bác, có lần bác nói với con là những người mà cướp thiền tông hoặc là ủng hộ sự cướp phá thiền tông đó, thì một là xuống hầm lửa lớn,
Hai nữa là nếu như không muốn xuống hầm lửa lớn á, thì phải làm sao liên hệ được với ông Thánh Chúa thế giới cầu xin ông giúp. Mà thực tế trên thế gian này của mình, ví dụ như một người bị phạm tội nghiêm trọng mà muốn được ân xá thì chỉ có phải là gặp chủ tịch nước hoặc là tổng thống gì đó thì mới có thể được cái người mà có quyền cao nhất nước ký cái sắc lệnh mới được ân xá. Thì nghĩa là có phải là bác muốn ẩn dụ rằng là muốn thoát khỏi hầm lửa lớn phải gặp được Thánh Chúa thế giới, nhưng mà sự thật gặp được Thánh Chúa thế giới không phải dễ. Cho nên nói một cái cách nói theo kiểu ẩn dụ vậy, nghĩa là mà chỉ có một con đường mà đi thôi đúng không bác, là chỉ có xuống hầm lửa lớn thôi đúng không ạ? Bây giờ đó, bây giờ con phải hiểu thế giới này nè. Thế giới này làm gì cũng bị pháp luật nó dày, con làm trật tự vậy. Nhưng mà con làm mà con không bị muốn pháp luật đừng có dày, con phải làm sao? Vừa pháp luật vừa rời con la lên, cứu con, rồi chạy ung trùm lên. Cái loại thánh đó, nó mày làm gì? Mấy giờ con làm vậy mà nó bắt con. Muốn không phải bắt không, vô đây, vô cái đám này làm đám nào ra? Về cái đám, thánh. Thì vô đây muốn vô cái nhà này là phải kiếm ông chủ nhà, chứ phải không phải cái người ở trong nhà. Ông chủ nhà là Thánh Chúa. Thánh Chúa mới nhận mới cho con vô nhà được. Con đang bị gì? Bắt là bị ông thần giết con. Bây giờ con muốn qua bên cái nhà này thì phải ông chủ nhà đồng ý. Nhưng mà trước khi không phải ông chủ nhà không biết đâu. Mà mấy cái người mà ở trong cái gia đình đó người ta biết, ta kéo con vô đây, ông này cứu mày được. Mà kia nó bắt mày chứ vô đây không ai rớ mày vậy. Lời vậy con lọt qua cái Thánh Chúa thì giờ phải thánh ở rồi, nhưng mà phải là người Thánh Chúa chấp nhận. Còn nếu mà sắp thường không ai thánh thù vô ổn là của tao đâu có người này đẩy ra người ta là bên kia luật pháp có đặt liền, thằng nó đặt nó quản lý mình thực thi như quả liền. Mình làm mà vi phạm hoặc khỏi tầng 18 thì phải lọt xuống tầng 19, tầng hầm lửa lớn là cái chỗ đó đó. Để làm cái gì thế giới này? Bây giờ con nên nhớ nè, người nước ngoài định cư muốn ở đây đâu, phải chính phủ cần hết, chứ không phải cái ông, chứ không phải ông thư ký cho phép, là mấy ông trưởng thôn trưởng làng cũng phải chính phủ, là cái ông lớn nhất đây. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi thêm là ông thôi con hỏi câu này có lẽ hay hơn. Bác giải nghĩa một cách rõ ràng cho tất cả anh chị em ở đây được hiểu về bảy chữ hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh được không? À, cái câu này thì nó có cái câu thích đó, mà giải bằng khoa học. Tại sao bây giờ cái câu chuyện này là nói ngày xưa đó, khi mà Đức Phật đã đưa cái cành hoa sen bút lên, bút nhớ cái bút đó, 1249 người nhìn người nào cũng vậy. Không biết gì. Mà đến khi ông Mahakasip nhìn được chuyện vô, chỉ có cái Phật nhãn mới nhìn thấy được cái này thôi. Phật nhãn mới nhìn được cái làn sóng điện từ hoa này thôi. Thì cái hoa sen nó nở ra. Thì Đức Phật A-di-đà xác nhận bằng câu gì? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, có nghĩa là hoa nở tánh thấy bằng tánh Phật thì nó mới đào cái thế giới vô sanh được. Còn mình ở đây là hữu sanh, dù ở trời ở đất cũng hữu sanh, không có vô sanh. Thì bây giờ cái khoa học nó chứng minh vậy nè. Ví dụ bây giờ con coi là bây giờ thì xem đời mới bây giờ ấy, không có cần hồi xưa đó đóng cửa để lấy chìa khóa khóa lại, phải không? Muốn lần mở ra bây giờ con cần làm đâu, hoàn toàn điển hình đi cái khách sạn mình có giờ có chìa khóa không? Thì bây giờ nó phải chứng minh cái bộ đó đó. Thì cái này nhờ cái nền văn minh này mà mới giải mà thì câu qua hai kiến Phật ngộ vô sanh. Có phải có cái làn sống đúng cái tần số nó vô trong hoa sen rồi hoa sen nó phải nở ra. Vì thế mà nói cái chuyện là qua hai kiến Phật ngộ vô sanh. Nở lớn nở nhỏ là do cái sự công đức của mình. Vì thế mà Phật lớn Phật nhỏ là do cái này nè. Bây giờ là sống điện con 10 quát con mở được, 20 quát con cũng mở được, 100 quát con mở được. Mà nó mở bằng kiểu nào? Nó mở, bởi vì thí dụ là tánh Phật nó mở rồi 10 tầng đi, nó mở 5 tầng thì sao nữa con làm Phật thì cao 5 thước thôi. Ví dụ vậy, thấy không?
Chính cái này nó bổ túc cho cái câu chuyện mà những cái lời của Đức Phật dạy ngày xưa, chứ không nhỏ đâu. Mà ngày xưa ai biết. Bây giờ con mà con tôi còn hiểu này, tôi nói tôi không hiểu mà con đi tới bất cứ người nào hỏi cái tại sao mà cái tánh Phật thôi mà cái biết ông đó ngộ đạo. Nếu mà ông Phật mà ông coi mà ông biết, bây giờ ví dụ nói bây giờ tụi con này chú đã nói nhìn tánh Phật qua sen là thấy qua sen này ngộ tánh Phật, hỏi chứ ngộ bằng cách gì? Ông phải giải thích cho bằng khoa học coi, bằng tao không làm gì đứng hỏng liền. Đây là những cái bí kíp để ông phá hỏng cho mấy cái ông ăn cắp thiền tông. Có nhiều cái bí kíp để nhưng mà bạn ai moi được bí kíp này thì chú sẽ nói cho con nghe tao biết. Thôi, đợi.